Hello, chào các bạn và chào các bạn đã quay trở lại trên của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho mọi người một cái video mới để chia sẻ cho mọi người về những cái món đồ, những cái món accessory, những cái món phụ kiện ấy khi mà mình thường mang nó mỗi khi mà mình đi ra ngoài đường. Nếu như đây là lần đầu các bạn đến với channel của mình thì các bạn nhớ là đừng quên nhấn like, share và subscribe channel của mình. Và cạnh nút subscribe có cái nút chuông. Mọi người đừng quên bấm vào nút chuông đó để nhận thông báo mỗi khi mà mình up video mới lên. Và để trước khi bắt đầu cái video này thì mình muốn unboxing cho mọi người hai cái sản phẩm mà mình vừa nhận được từ cái hãng Beats. Và các bạn có thể click vào cái video ở phần chữ Y bên tay trái bên tay phải của cái màn hình này để các bạn biết thêm về cái hãng Beats này. Và bây giờ thì mình sẽ unboxing thêm hai cái sản phẩm của hãng Beats đó. Bây giờ thì mình sẽ unboxing cái sản phẩm áo t-shirt này trước và rồi review cho mọi người qua về cái áo t-shirt của hãng Beats này. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy là đây một cái phần packing, một cái phần đóng gói của họ. Được đựng trong một cái túi ni lông, nó khá là dày, nó dày hơn so với những cái túi ni lông bóng kính bình thường một chút. Và nó có in cái logo của hãng Beats ở đây. Và nó rất là đơn giản bình thường thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra. Wow, phải nói đầu tiên của nó về cái chất vải. Thực sự rất là thích cái chất vải của cái áo Beats này. Về cái form áo các bạn có thể thấy nó là một cái form áo oversize, cho nên là nó sẽ là to hơn ở cái phần thân hơn một chút. Và ở cái phần vai này nó cũng sẽ rộng hơn so với những cái áo t-shirt mà có những cái form bình thường. Về cái chất liệu vải của nó thì thực sự mình thấy nó rất là chất lượng. Cái chất vải của nó thì nó ở cái một cái đoạn là giữa dày, nó không quá dày, nhưng mà cái độ co giãn của nó thì cực kỳ là ít, cho nên là điều này các bạn mặc lên áo ấy thì cái form áo của cái áo hãng Beats này thì thực sự rất là đẹp. Cái phần cổ của áo thì được dệt bằng một cái chất liệu như là có kiểu như là nó đan, nó tết lại kiểu thành len ấy, cho nên là nó sẽ chống được cái hiện tượng gọi là giãn cổ áo khi mà các bạn mặc nhiều quá nó sẽ bị giãn cổ áo. Và ở hai cái phần bên vai này thì các bạn sẽ có được một cái đường chỉ cố định, nó sẽ tăng thêm một phần vai của các bạn lên và nhìn trong cái vai các bạn sẽ rất là kiểu nó vào form áo, nó sẽ kiểu như là nhìn nó vuông vắn ở cái vai, cái phần vai của các bạn ấy. Về cái thiết kế của sản phẩm thì ở mặt trước nó sẽ có một cái chữ Beats, một cái chữ signature Beats bình thường thôi, và ở bên cạnh chữ Beats đấy thì có một cái logo chữ C nhỏ. Nếu như không biết hãng Beats cho cái logo chữ C này vào để làm gì, nhưng mà đúng của nó ra là để là đánh dấu là bản quyền, nghĩa là cái thương hiệu của cái logo này đã được đăng ký bản quyền rồi và không được phép re-up, nghĩa là không được phép re-up tái sử dụng lại dưới mọi hình thức, cho nên là yên tâm là về cái bản quyền này sẽ rất là ok. Và mình cảm thấy đằng sau này nó không được in kiểu như là kiểu chất liệu in kiểu DTG hay là in kiểu DK nữa, mà nó là in theo cái kiểu như là nó dán cái hình nhung lên ý. Cho nên là các bạn sờ đây nó sẽ làm hai cái chất liệu khác hệt nhau, nghĩa là ở đằng bên trái mà màu trắng này sẽ là vải, còn cái màu đen này sẽ là một cái chất liệu như kiểu chất liệu nhung hoặc là dạ. Các bạn sờ vào thì sẽ rất là thích. Các bạn có thể thấy là một cái logo rất là to đằng sau này. Điều này thì mặc vào lên thì thực sự rất là nổi, nghĩa là đánh dấu cho các bạn được là cái áo này là của hãng Beats luôn, và không cần phải thêm về các cái thiết kế khác mà chỉ cần nhìn vào cái đằng sau đã biết được đây áo này của hãng Beats rồi. Và đối với cái áo trước của cái hãng Beats á là nó là một cái chất liệu vải lụa mày mỏng cực kỳ, mặc cực kỳ mát. Đối với áo này nó sẽ dày hơn một chút và cái form áo nó cứng hơn rất là nhiều, cho nên là mình đảm bảo các bạn mặc lên cái áo Beats này sẽ rất là đẹp. Và nếu như các bạn muốn xem mình mặc những cái món đồ của Beats này hoặc là những cái brand khác thì các bạn có thể follow, truy cập vào cái Instagram của mình. Mình sẽ để link Instagram của mình ở phần mô tả phía dưới, các bạn có thể click vào đó để follow thêm. Ngoài ra thì trên Insta mình sẽ up những cái như là về story này, về những cái đời sống của mình mà các bạn muốn xem thì các bạn có thể bấm vào đó để xem. Và tiếp theo sẽ là một cái sản phẩm nữa của hãng Beats, đó chính là một chiếc áo flannel của hãng Beats này. Từ cái thiết kế ban đầu thì các bạn có thể thấy là nó cũng y hệt như là cái áo t-shirt vừa rồi, nhưng mà nó sẽ là đựng flannel. Bây giờ mình sẽ mở nó ra luôn. Qua và các bạn cũng có thể vừa nhìn qua được đó chính là một cái màu vải cũng như là cái form áo của cái áo flannel của hãng Beats này. Và cái họa tiết của cái áo này á, nó cũng không giống hoàn toàn so với những cái họa tiết kẻ caro mà mình thường gặp ở trên thị trường Việt Nam, mà nó khá là giống cả những cái áo flannel của Oro. Bởi vì là các bạn có thể thấy ở đây nhá, nó có những cái đốm sáng như này. Và nổi bật của cái áo flannel này á, mặc dù là nó có tông màu chủ đạo là bao gồm là màu vàng, màu nâu, màu trắng, màu đỏ, màu xám, nó khá là nhiều màu, nhưng mà toàn những cái màu mà nó theo một cái tông sáng, cho nên là các bạn mặc lên sẽ yên tâm rất là đẹp. Và cái điểm đặc điểm nổi bật của cái áo này đó chính là các bạn có thể thấy là những cái đốm sáng này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đốm sáng, nó rất là nhiều những cái vải, phần vải màu trắng.
cho nên là các bạn mặc lên thì thực sự sẽ rất là đẹp. Mình sẽ mặc thử luôn cho các bạn xem. Và về cái chất liệu của áo này thì mình cảm thấy là nó là một cái chất liệu vải mềm, nó không quá dày mà nó cũng không quá mỏng. Một cái đặc điểm nữa mà mình thích đó chính là cái phần cổ của nó. Nhưng mình đã từng nói với các bạn rằng là mình thường rất là thích những cái áo flannel mà nó có cái cổ áo cứng, bởi vì khi mà các bạn chụp ảnh mà dựng cổ lên ấy thì thực sự là nó sẽ rất là đẹp. Và ở bên trong thì nó sẽ có một cái tag logo của hãng Beats này, và bên trong sẽ có một cái logo hãng tag của hãng Beats. Ở mặt bên dưới góc bên trái của cái tà áo thì nó sẽ có một cái gọi là phần chú thích của cái áo này. Vậy thì mình sẽ mặc thử cho các bạn xem. Và mình vừa mặc xong cái áo này, và ở hai bên ngực của cái áo này chúng ta sẽ có được một cái túi. Thì đối với những cái áo flannel thì nên là có những cái túi ở trước ngực như này, để nó sẽ không tạo được cái hiệu ứng nó chống áo khi mà các bạn mặc lên ấy, bởi vì là các bạn thử tưởng tượng xem, nhưng mà một chiếc áo flannel của các bạn như này mà nó không hề có cái túi ở bên trái hoặc túi bên phải hoặc túi hai bên ấy, thì thực sự là nhìn cái áo của các bạn trông rất là kinh tởm. Mình thực sự rất là sợ những cái áo flannel mà nó không có túi như này ấy, thì nhìn nó rất là ghê. Gặp các bạn thì đấy là dựng cổ thì dựng được thoải mái, cổ thể dựng được rất là ok. Về thông tin chi tiết của hãng Beats này thì mình sẽ để link ở phần mô tả bên phía dưới, các bạn có thể click vào đó để biết thêm về hãng Beats. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với chủ đề chính của cái video này, là những cái món đồ mình không thể thiếu khi mà mình đi ra ngoài đường được. Đầu tiên sẽ phải đó chính là một chiếc điện thoại. Thì ở đây mình thường dùng điện thoại của iPhone Apple. Nó là một cái điện thoại nó khá là hữu dụng ở cái thời điểm hiện tại rồi, và nó cũng khá đầy đủ những cái yêu cầu mà mình chụp, như là chụp camera này, camera xóa phông này, màu sắc cho dáng rất là tốt. Và tiếp theo thì mình sẽ lựa chọn quần áo, mà mình ví dụ như ngày hôm nay mình sẽ mặc một cái bộ outfit rất là basic. Mình sẽ mặc một cái áo t-shirt bình thường, một cái quần harem short, đi một cái đôi giày đạp Gos, hoặc là một cái đôi giày như là Yeezy 350. Thì mình sẽ không cần thiết phải mang túi theo làm gì cả. Hoặc là những cái hôm nào mình có thêm đồ thì mình sẽ mang theo được túi, một cái túi gọi là shoulder bag ở bên cạnh để có thể đựng thêm đồ. Và một cái khi mình không thể thiếu nữa đó chính là một cái tai nghe. Thì đây mình sử dụng cái tai nghe của Apple luôn, để nó cùng với cả một cái hệ hãng, một cái hệ sinh thái, cho nên là khi mà các bạn kết nối với cả tai nghe AirPods này cũng sẽ rất là dễ. Các bạn chỉ cần mở ra và đeo vào tai như này là các bạn cũng đã kết nối xong về cái tai nghe này rồi. Và mình biết là cái tai nghe AirPods này nó cũng đã bão hòa với cả thị trường hiện tại rồi, cho nên là mình cũng sẽ không giới thiệu nhiều về cái tai nghe này. Các bạn chỉ cần bỏ ra hoặc đeo vào tai chơi nhạc là xong. Và tiếp theo mình không thể nào không thấy được đó chính là một cái card holder. Thì ở đây là một cái card holder của Goyat mà mình được tặng, nhưng mà nó đã bị cũ rồi. Ở trên này có khắc tên của mình. Và các bạn thì thấy là cái ví này rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó là một cái ví mình chỉ đựng thẻ và đựng những cái tờ tiền khi mà mình thực sự cần thiết mình mới lôi ra mình dùng, còn không thì mình sẽ sử dụng bằng thẻ. Nói vậy thôi chứ còn cái thời điểm hiện tại là cái thời công nghệ 4.0 rồi, cho nên là khi mà các bạn đi ra ngoài đường á, các bạn chỉ cần cầm đúng một cái điện thoại như này là các bạn có thể thanh toán, các bạn có thể gọi đồ, các bạn có thể làm bất cứ một thứ gì chỉ trên chiếc điện thoại này. Bởi vì là bây giờ nó có sinh ra rất là nhiều những cái loại thanh toán khác, như là gọi là gọi một cách chung chung đó chính là QR code. Và các bạn chỉ cần quét đúng cái mã này vào và cái phần QR code là các bạn có thể trừ tiền thoải mái, có nghĩa là các bạn chỉ cần thanh toán rất là nhanh, nó không cần phải lộn cộn mang ví đi như ngày xưa nữa. Một cái thứ mà mình thực sự không bao giờ mình thiếu được đó chính là một cái khẩu trang. Thì cái khẩu trang ở đây mình dùng là cái khẩu trang của Vitamask. Và mình cũng mới đặt 4 gói luôn, cho nên mình cũng sẽ unboxing show cho mọi người xem bên trong của cái gói này sẽ như thế nào. Thì cái gói mình đặt này là nó là một cái khẩu trang bằng vải, các bạn có thể giặt được, cho nên là các bạn có thể tái sử dụng rất là nhiều lần. Về thiết kế các sản phẩm các bạn có thể thấy nó đóng gói rất là bình thường thôi. Ở bên trong này là một pack bao gồm là 3 cái khẩu trang như thế này, 3 cái khẩu trang Pitamask như thế này. Về cái khẩu trang này mà khác với cả khẩu trang y tế, nó khác thực sự rất là nhiều. Mà các bạn bóc ra để các bạn đeo ấy thì cái phần chùn nó rất là thoải mái. Và đặc điểm là cái này mình cảm giác như là nó, khi mà các bạn đeo này và sau đó các bạn đeo kính thì nó sẽ không làm mờ đi kính của các bạn. Và một cái thời gian ngày xưa mình đã sử dụng cái khẩu trang y tế, nó khoảng 3 lớp hay 6 lớp gì đấy, nhưng mà đeo vào thì nó lại có thể sẽ dẫn đến bị mụn, hoặc là nó sẽ làm mờ kính của các bạn khi mà các bạn đeo thêm kính. Và một cái tip mà khi mà các bạn sử dụng cái khẩu trang này á, là mình thường mình mua về và mình đeo xong rồi ngày nào mình cũng giặt đi giặt lại. Và các bạn có thể giặt cái khẩu trang này bằng nước rửa tay, thì nó sẽ là một cái chất tẩy rửa nhẹ nhàng thôi, nó chỉ loại bỏ những cái bụi bẩn đi thôi. Thì cái phần dốc lên như này ấy, là các bạn dùng nó để đeo vào phần bên trên, có nghĩa là sẽ quay cái phần chữ V này lên và quay cái phần dốc này lên trên. Còn một số bạn mình thấy ở ngoài đường ấy, các bạn thường đeo ngược lại như này, nghĩa là phần thẳng tuột như này này
nhưng mà thẳng tuốt này thì bạn lại đeo lên mũi của các bạn thì là nó sẽ bị ngược, nó sẽ nhìn trông rất là chướng mà nó sẽ không được chắn bụi nhiều hơn ấy, bởi vì là nó sẽ thiết kế ra cái phần này để ôm sát vào mũi của các bạn hơn, cho nên là cái bụi nó sẽ khó có thể mà vào được. Ngoài ra cái khẩu trang này nó cũng có khá rất là nhiều màu như là màu trắng, màu xám, nhưng mà đối với mình thì mình thấy là cái màu đen này nó sạch nhất. Và như mình vừa nói với các bạn rằng là đeo khẩu trang này thì là đeo kính và nó không bị mờ kính đi. Và nhân tiện đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người nó trên một cái sản phẩm mình không để thiếu được, đó chính là kính. Thì kính ở đây mình sử dụng đó chính là một cái Zesto Monster. Mình thì khá là hay sử dụng những cái kính của Zesto Monster. Thì đây sẽ là cái bao đựng của kính đấy, và bên trong này sẽ là kính của mình sử dụng đây. Và đối với mình ý, kính là một cái món đồ phụ kiện mà mình không thể nào mà thiếu được khi mà mình đi ra ngoài đường. Và đối với những hôm trời nắng thì mình sẽ thường là sẽ đeo những cái kính râm như này. Còn đối với hôm mà trời buổi tối hoặc là mình đi những cái tiệc ấy thì mình thường là sẽ đeo cái kính màu này. Đây mình có hai kính của Zesto Monster. Thực ra không hẳn là mình có hai kính, mà một cái nó chỉ là một cái Zesto Monster Southside màu đỏ. Nhưng mà cái màu đỏ đấy thì mình đang không có ở cái phòng của mình nên là mình không thể show cho các bạn xem được. Nãy ở đây thì các bạn cũng có thể biết được là Zesto Monster là một cái kính, nếu như mình không nhầm thì nó một cái kính mà được sản xuất tại Hàn Quốc. Và ở đây thì mình có một cái kính màu như này. Các bạn thì thấy mình đeo cái kính màu này vào nó cũng khá là hợp với cả mặt mình. Và một cái tip lưu ý đối với cả các bạn khi mà các bạn mua kính á, là các bạn nên đi thử, các bạn đừng có dại gì mà các bạn mua tại của seller hoặc là các bạn mua kiểu mua thấy nó đẹp, thấy mọi người đeo đẹp ấy, thế bởi đeo rồi thì các bạn mua, mà các bạn hãy đi đến tận nơi để các bạn thử xem là cái kính nào hợp với cả mắt mình hoặc là cái kính nào hợp với cả cái mặt của mình, bởi vì là khuôn mặt của mỗi người là không một ai giống hết, cho nên là các bạn nên làm thử kính trực tiếp, không nên gọi là mua qua tay, mua sách tay về để làm cái gì cả. Còn nếu như mà một khi mà các bạn đã đeo kính đấy rồi, đeo thử kính đấy ở đâu đó rồi mà các bạn thấy thích nó thì các bạn có thể về mua, thì tất nhiên đó là điều đương nhiên. Về cái kính Zesto Monster Buggy này, nó là một cái kính được làm hoàn toàn gọng bằng sắt, bằng kim loại, cho nên là các bạn có một cái thì đó nó tranh xả hơn là đối với những cái kính mà nó có gọng bằng nhựa. Đối với những chiếc Zesto Monster Southside thì thường là họng gọng kính của nó sẽ bằng nhựa. Kính này thì mình thường là cũng ít khi chụp outfit, bởi vì là nó cái màu vàng nó cũng khá là ít có thì mặc có thể mặc đồ, cho nên là mình cũng hơi e ngại một chút về cái vấn đề này. Và cái kính tiếp theo như mình đã nói với các bạn rằng là đó chính là một chiếc kính râm. Thì đây là chính là một cái kính râm cũng của Zesto Monster luôn. Nó là một cái kính râm Zesto Monster Papas 01. Và các bạn thấy là cái đây là một cái kính mà nó có cái mắt kính nó tràn luôn cả gọng. Nên là điều này sẽ rất là khó đối với những các bạn mà bị mắt cận và muốn đeo kính râm ấy, thì là thực sự là không thể mua gọng về và thay mắt kính râm vào được. Và về cái kính Papas 01 này mình đeo là size 63, cho nên là nó cũng khá là hợp với cả khuôn mặt mình. Nếu như các bạn đã theo dõi cái Instagram của mình thì các bạn có thể thấy là cái kính Papas 01 này nó đã theo mình được khá là nhiều những cái outfit rồi. Và mình chắc chắn với các bạn rằng là mình sẽ giữ những cái sản phẩm này của mình nó sẽ như mới và sẽ rất là cẩn thận. Và một cái điều mà mình không thể nào mình thiếu được nữa đó chính là một cái sạc dự phòng. Thực sự là ở cái thời đại công nghệ này ấy, thì các bạn sử dụng cái điện thoại rất là nhiều để sống ảo, để check in các kiểu. Và mình thường là sẽ mang sạc dự phòng đi cùng với cả một cái dây sạc của iPhone. Về cái chi tiết của cái sạc dự phòng này là một cái cục Remax có cái dung lượng là 20.000 mAh. Và cái cục Remax 20.000 mAh này á, các bạn yên tâm là có thể mang lên trên máy bay, bởi vì mình đã từng mang cái cục này đi lên trên máy bay khi mà mình đi Đà Nẵng rồi. Ở bên góc bên trái của cái màn hình này nó sẽ là một cái hiển thị, một cái màn hình nhỏ hiển thông tin LED về cái dung lượng pin của cái Remax này, xem là nó còn bao nhiêu phần trăm pin. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong cho các bạn về những cái món đồ mà mình không thể thiếu nó khi mỗi khi là mình đi ra ngoài đường. Và các bạn hãy comment ở bên phía dưới để cho mình biết rằng là các bạn không thể thiếu thứ gì khi mà các bạn đi ra ngoài đường nhé. Và đến thứ hai thì các bạn nhớ là đừng quên like, share và subscribe channel của mình để mình có thể có thêm động lực làm những video tiếp theo. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.